Hôm nay bên mình sẽ hướng dẫn vệ sinh một cái điều hòa. Đây là điều hòa nội địa, mình sẽ vệ sinh và dựng lên thành một cái máy như mới. Đây là ốc bắt tháo, ốc để vệ sinh vỏ. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo nha. Ok các bạn này, sau khi tháo mặt xong thì mình sẽ đi đánh rửa cái mặt này và bảo dưỡng luôn cái dàn đây và lưới. Sau khi vệ sinh nước xong thì mình đã phơi khô ra như thế này. Đấy. Mình sẽ phơi khô ra như thế này và mình đi phun sơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi phun sơn. Sau khi phun sơn xong thì chúng ta sẽ phơi ra cho nó khô và chờ đợi để lắp ráp. Đây là sản phẩm đã vệ sinh xong và được dán tem lên. Tem này là tem kiểm định của Điện Lạnh Thương Thuyết. Đấy, xin chào anh em nhé, anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ với số mình đã đặt trên hotline. Cảm ơn anh em.